tại bây giờ Vân vẫn còn rất là xúc động bởi vì bộ phim Anh Trai Yêu Quái. Phải nói là có một lời khen rất là lớn cho diễn xuất Lai Sắc và Trịnh Tuấn, bởi vì hai bạn đã làm rất là tốt vai trò của hai anh em. Cũng có một lời khen cho Vũ Ngọc Phượng bởi vì bộ phim này Phượng đã tiết chế và dẫn dắt cảm xúc của khán giả rất là tốt. Từng cung bậc cảm xúc cho đến cái cao trào thì mọi người đều tuôn ra. Đến bây giờ mà mũi Vân vẫn còn hắt hà và phải nói là rất là mừng. Vân nghĩ rằng đây là một bộ phim sẽ chiếm được tình cảm của quý khán giả và cũng mong rằng là mọi người sẽ đến rạp xem phim để ủng hộ cho bộ phim Anh Trai Yêu Quái. Cảnh nào mà chị ấn tượng nhất chị? Mình cũng có rất là nhiều cảnh ở trong đó, có những cảnh vui rất là nhẹ nhàng, thấy được cái tình cảm của hai anh em Isaac và Kiều Minh Tuấn, họ có được cái sự gắn kết với nhau, cái sự hài hòa và cái sự diễn biến giữa hai anh em với nhau được làm Kiều Minh Tuấn với lại Isaac làm rất là ngọt, cho nên mình cũng nhận thấy thế nào về cái diễn xuất của Isaac trong phim này. Isaac là qua rất là nhiều bộ phim thì mình cảm thấy là bộ phim này Isaac tiến bộ rất là tốt, nhất là những đoạn cao trào của cảm xúc thì thấy rằng là Isaac đã tiết chế và đã đợi tới cái lúc nào mà cần bật ra được thì Isaac đã làm rất là tốt. Ngoài đó ra thì cũng biết là ở cái phần hậu trường thì Isaac đã phải tập judo rất là cực, thấy rõ ràng là những cái màn judo mà Isaac có trong phim này rất là thuyết phục. Mà anh trai kêu em, người em mình nó cố chạy trên mọi người mà người em mình cũng dám chạy, đó là một cái điều rất là tuyệt vời. Khi mà Kiều Minh Tuấn và Ai Chắc phải nói chuyện với nhau, đó là nếu mà tao một xong thì tao sẽ làm một điều đó, nó rất là ý nghĩa. Hồi nãy giờ ai muốn khen anh Kiều Minh Tuấn diễn có cắn thì như có cái gì muốn khen em Tuấn không? Kiều Minh Tuấn là một người anh trong nghề mà như rất là quý, và với cái kỹ thuật diễn xuất của anh trên màn ảnh cộng thì như nghĩ quý vị khán giả
vậy đoàn phim nó phải chịu đựng ảnh, thì có lần anh Isaac đã trả thù, đánh giấm rung đùi anh Tuấn để lên đùi Tuấn bẹp. Lúc đó thì như thế nào, cảm giác của mọi người có tránh xa ấy lắm không? Dạ không, lúc đó mọi người rất là mắc cười. À, nhưng mà cho Tinh Thủy một câu mà là nhắc, tại vì chiều nay là hai chị Ninh Như Lan Ngọc có ra MV á. Nhi với lại chị Ninh Như Lan Ngọc thì cô cũng nói chung là lượng xếp tầng lớp là giống như kiểu là về âm nhạc là ngang ngửa nhau. Triệu view thì MV này cũng phải là mười mấy triệu view, và sau này nữa chị sẽ ra nhiều MV thành công hơn nữa. Chúc mừng chị Lan Ngọc và những dự án sắp tới của chị Ngọc. Và đừng quên, chị Ngọc cũng nhớ đi xe ủng hộ chạy quán của em nha. Và Nhi có nghĩ là Nhi sẽ ra MV hay không? À, Nhi cũng không biết nữa, thì hiện tại thì mình nếu như có thời gian thì Nhi sẽ làm những cái gì mà Nhi thích. Nhưng mà nghe nói là MV 3 là Lan Ngọc sẽ làm nữa, thì nếu như đã dụ như mời Nhi làm chung cái sản phẩm thì sao? Trời ơi, quá tuyệt vời rồi, còn gì hạnh phúc hơn khi mà một người chị, đàn chị đi trước của mình cũng đã biết giọng hát của mình và giọng hát của chị và có thể hòa quyện nhau trong một MV, vậy là quá hạnh phúc. Bữa giờ đi ăn cưới nhiều rồi thì có dự định là bao giờ đi chồng? Có, anh Isaac chịu là em cưới liền. Trước là Isaac sẽ xem một vài bản dựng sơ đó, nhưng mà đây là lần đầu tiên Isaac được xem hoàn chỉnh xây quái, và thực sự là mặc dù cố kìm lại nhưng mà Isaac khóc rất là nhiều và gần như là không có tìm được cảm xúc của mình. Thực ra mà nói là nếu mà khen nhiều quá thì Isaac không dám khen đâu, nhưng mà Isaac nghĩ là làm cái gì mà xuất phát từ cảm xúc nó sẽ đến với khán giả một cách chân thật nhất, và Isaac cảm giác là cảm xúc bộ phim này đã chạm rất mạnh tới trái tim của mình, và Isaac hầu như là không thể nào mà tưởng tượng được là những cảnh quay mà thực hiện lên phim nó lại xúc động như vậy. Và Isaac phải cảm ơn anh Vũ Ngọc Phượng cũng như là nhà sản xuất phim AJ Quái để cho Isaac một cơ hội rất lớn trong bộ phim này, và đặc biệt là cảm ơn đến những người bạn diễn tuyệt vời của mình, cô Vi Phụng, chị Nhi đáng yêu, và đặc biệt là chị Minh Tuấn, bởi vì nếu không có mọi người chắc chắn Isaac sẽ không thể nào có được những cảm xúc mãnh liệt như vậy trong phim. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thực ra là tất cả những cái cảnh quay mà Isaac quay rất đều dùng hết tất cả những tâm huyết cũng như tình cảm của người đấy, cho nên nếu mà để chọn ra một cảnh thì Isaac nghĩ rằng là mình không thể chọn được. Nhưng mà nếu mà nói là cái cảnh mà Isaac khóc nhiều nhất á thì chắc chắn đó là cái cảnh khi mà Isaac ngồi ở một cái cây khế và chờ Tuấn đi về, hai anh em đối thoại, thì cái cuộc đối thoại hầu như là vừa chắc vừa thương, và nó làm cho Isaac cảm thấy rằng là thực sự là mọi thứ nó quá mãnh liệt, và Isaac bật khóc ngay đoạn đó nhiều nhất. Isaac nghĩ là chắc chắn khán giả cũng sẽ cảm nhận rất nhiều. Mọi người quá tuyệt vời, chị Nhi quá đáng yêu, và Isaac nghĩ là sẽ rất là lâu Isaac mới kiếm được một bạn diễn nữ có thể nói là tâm đắc như Isaac gặp chị Nhi.